nhấn mạnh vai trò vị thế của ngành y tế là ngành bảo vệ sức khỏe cho toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên toàn ngành tiếp tục nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn, nhiệt huyết trong công việc, nâng cao trình độ, năng lực, nêu cao ý đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác điều trị dự phòng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân. Để giải quyết những khó khăn hiện nay của ngành y tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị tham mưu đề xuất cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực y bác sĩ, nhất là về hệ thống các bệnh viện công, quan tâm bố trí kinh phí, cơ chế mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, xét nghiệm, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh. Bố trí kinh phí, các nguồn vốn đầu tư để nâng cấp, thậm chí xây mới, sửa chữa kịp thời đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành y tế, gắn với đó là việc thường xuyên bảo đảm kinh phí để mua sắm các trang thiết bị, rồi sinh phẩm, rồi hóa chất, xét nghiệm, vân vân, đang rất là cần, đặc biệt là trong vấn đề bảo đảm thuốc cho việc việc chữa trị cho người bệnh, làm tốt công tác y tế dự phòng ở các cấp, đặc biệt ở hệ thống y tế dự phòng ở cơ sở. Ở đây tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, để làm sao đấy mà chúng ta vừa một mặt là tiếp nhận các cái phương pháp kỹ thuật chữa trị tiên tiến hiện đại, đầu tư trang thiết bị máy móc, nhưng mà chúng ta phải có con người, có lực lượng y bác sĩ có đủ năng lực, trình độ ngang tầm để tiếp nhận những cái phương pháp kỹ thuật mới, để vận hành cái hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại.